Lê Vi Ký, chương 13 Luật về bệnh phung Chúa phán dạy môi xe và Aaron Khi một người thấy trên da mình có chỗ sưng hay nổi mụn nhọt Hay đốm trắng có thể thành bệnh phung Người này phải được dẫn đến với Aaron Hay đến với một con trai của Aaron Cũng làm thầy tế lễ Thầy tế lễ phải khám chỗ đau trên da của người đó Nếu thấy lông trên chỗ ấy hóa trắng và chỗ đau lõm xuống sâu hơn mặt da đó là bệnh phung khi khám xong thầy tế lễ phải tuyên bố người ấy không tinh sạch nhưng nếu chỗ màu trắng đó không lõm sâu hơn mặt da và lông chỗ đó không hóa trắng thầy tế lễ sẽ giữ riêng người đó trong 7 ngày sau 7 ngày thầy tế lễ phải khám lại nếu thấy chỗ đau không thay đổi và không nan ra thầy tế lễ phải giữ riêng người ấy bảy ngày nữa. Bảy ngày sau, Thầy Tế Nễ khám lại một lần nữa. Nếu thấy chỗ đau tái đi, không lan trên da, Thầy Tế Nễ sẽ tuyên bố người ấy tinh sạch. Chỗ đau chỉ là một mụn nhọt thường. Người ấy không phải giặt áo sống và sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu mụn nhọt lan ra trên da, sau khi người ấy đến với Thầy Tế Lễ, để được xác nhận là tinh sạch, người ấy phải đến trình diện với thầy tế lễ một lần nữa thầy tế lễ phải khám lại và nếu thấy mụn nhọt đã lan ra trên da sẽ tuyên bố người ấy không tinh sạch vì mắc bệnh phung khi có người mắc chứng phung người ấy phải được dẫn đến thầy tế lễ thầy tế lễ phải khám người ấy nếu thấy trên da có chỗ sưng có màu trắng lông trên chỗ đó hóa và có thịt đỏ tươi trong chỗ sưng, đó là bệnh phung kinh niên trên thân thể người ấy. thầy tế lễ sẽ tuyên bố người đó không tinh sạch và không cần phải giữ riêng và không cần phải giữ riêng nữa vì rõ ràng người ấy đã không tinh sạch. nhưng nếu thấy chứng phung đã lan khắp cơ thể từ đầu đến chân khắp nơi nào thầy tế lễ thấy được thầy tiến hễ phải khám người ấy và nếu thấy chứng bệnh đã lan trên toàn thân vì tất cả đã trở thành trắng người đó tinh sạch thầy tiến hễ sẽ tuyên bố người ấy tinh sạch nhưng nếu có thịt đỏ xuất hiện trên thân thể người ấy không tinh sạch khi vết thịt đỏ tươi thầy tiến hễ sẽ tuyên bố người ấy không tinh sạch thịt đỏ tươi là không tinh sạch và người ấy đã mắc chứng phung nhưng nếu chỗ thịt đỏ tươi tái đi và trở thành trắng, người ấy phải đến gặp thầy tế lễ. Sau khi khám, nếu thầy tế lễ thấy chỗ đau đã trở thành màu trắng, sẽ tuyên bố người ấy tinh sạch và người ấy sẽ tinh sạch. Nếu một người có mụn nhọt và đã lành rồi, nhưng chỗ vừa có mụn nhọt lại sưng lên và có màu trắng hay đỏ tái, người ấy phải trình diện với thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ khám và nếu thấy chỗ đó lõm xuống sâu hơn mặt da và lông đã hóa trắng, thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy không tinh sạch vì trứng phun đã phát ra tại chỗ trước có mụn nhọt. Nhưng nếu khi khám, thầy tế lễ thấy không có lông trắng và chỗ đó không lõm xuống sâu hơn mặt da nhưng đã tái đi, thầy tế lễ sẽ giữ riêng người ấy trong 7 ngày. Nếu vết đó lan ra trên da, Thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy không tinh sạch vì là bệnh. Nhưng nếu chỗ đó không thay đổi và không lan ra, đó là một vết sẹo có mụn nhọt và thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy tinh sạch. Nếu một người bị bỏng và chỗ da thịt bị bỏng trở lên trắng hồng hay đỏ, tái hay trắng, thầy tế lễ phải khám vết đó và nếu lông chỗ bị hỏng đã hóa trắng và chỗ đó lõm sâu hơn mặt da đó là chứng phung đã phát ra chỗ bị bỏng thầy tiến lễ sẽ tuyên bố người ấy không tinh sạch vì đó là chứng phung nhưng nếu khi khám thầy tiến lễ thấy không có lông trắng ở chỗ bỏng chỗ đó không lõm sâu hơn mặt da nhưng đã tái đi thầy tiến lễ sẽ giữ riêng người ấy trong 7 ngày sau 7 ngày thầy tiến lễ sẽ khám người đó và nếu thấy vết đỏ lan ra trên da sẽ tuyên bố người ấy không tinh sạch vì đó là chứng phung nhưng nếu vết không thay đổi không lan ra trên da và đã tái đi ấy là vết xương phỏng thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy tinh sạch vì đó là vết sẹo của chỗ bỏng nếu một người đàn ông hay đàn bà có vết lở lói trên đầu hay trên dâu thầy tế lễ sẽ khám vết lở nếu vết ấy lõm sâu hơn mặt da lông ở chỗ đó thưa và có màu vàng thầy tín lễ sẽ tuyên bố người ấy không tinh sạch vì là vết phun trên đầu hay trên râu nhưng nếu khi khám thầy tín lễ thấy vết đó không lõm sâu hơn mặt da và không có lông đen thầy tín lễ sẽ giữ riêng người ấy trong 7 ngày 7 ngày sau thầy tín lễ sẽ khám vết lở và và nếu thấy vết không lan ra không có lông vàng và không lõm sâu hơn mặt da. Người ấy sẽ cạo râu tóc nhưng phải chừa vết lở ra và thầy tế lễ sẽ giữ riêng người ấy 7 ngày nữa. 7 ngày sau, thầy tế lễ khám vết lở và nếu vết lở không lan ra trên da, không lõm sâu hơn mặt da, thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy tinh sạch. Người ấy sẽ giặt áo sống mình và sẽ được tinh sạch nhưng nếu sau khi người ấy được tuyên bố tinh sạch, vết lở lan ra trên da, thầy tế lễ sẽ khám lại. Nếu thấy vết lở lan ra trên da, người ấy không tinh sạch, và thầy tế lễ không cần tìm xem có lông vàng hay không. Tuy nhiên, nếu thầy tế lễ thấy vết lở không thay đổi, và lông đen mọc lên ở chỗ đó, thì vết đã lành, và người ấy tinh sạch. Thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy tinh sạch khi có một người đàn ông hay đàn bà có một đốm trắng trên da, thầy tế lễ phải khám họ. Nếu thấy đốm đó trắng mờ thì đó chỉ là một chỗ lở phát trên da và người ấy vẫn tinh sạch. Khi một người dụng tóc và bị hói, người ấy tinh sạch. Khi một người dụng tóc phía trước đầu và trở thành người hói chán, người ấy tinh sạch. Nhưng nếu chỗ hói trên đầu hay trên chán phát ra một đốm trắng hồng, đó là trứng phung phát ra chỗ đầu hói hay chán hói thầy tế lễ phải khám người ấy nếu chỗ xương trên đầu hay trên chán có màu trắng hồng giống như trứng phung thì người ấy không tinh sạch thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy không tinh sạch vì mắc trứng phung trên đầu người mắc trứng phung phải mặc quần áo xé rách đầu tóc xõa che bên dưới mặt mình lại và kêu lên không tinh sạch không tinh sạch hễ chừng nào còn chứng phu người ấy là người không tinh sạch phải sống một mình bên ngoài doanh trại luật về mốc meo khi áo sống bị mốc meo dù bằng len hay bằng vải gai dù trên canh hay chỉ dù trên da hay trên vật bằng da nếu vết mốc trên áo sống trên da trên canh hay chỉ có màu xanh xanh hay đo đỏ. Đó là loại mốc meo và phải đem trình cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ phải khám chỗ mốc meo và giữ riêng vật ấy trong 7 ngày. Sau 7 ngày, thầy tế lễ khám lại nếu vết mốc meo đã lan ra trên áo sống, trên canh hay chỉ hay trên vật bằng da thì đó là chứng phung ăn lan áo sống đó không tinh sạch thầy tín lễ phải đốt món áo sống dù trên canh hay chỉ bằng len hay bằng vải gai hay đồ vật bằng da đã bị mốc meo vì loại phung đó ăn lan vật đó phải bị thiêu bằng lửa nhưng nếu thầy tế lễ khám và thấy vết mốc không lan trên áo sống trên canh hay chỉ hoặc trên vật bằng da thầy tế lễ sẽ bảo đem giặt món đồ đó rồi giữ riêng nó trong 7 ngày nữa thầy tiến lễ khám lại sau khi đem giặt và nếu thấy vết mốc dù không lan ra nhưng không đổi màu món đồ đó không tinh sạch phải đem thiêu bằng lửa dù vết mốc méo ở bên phải hay bên trái nếu thầy tiến lễ khám thấy sau khi giặt vết mốc phai đi thầy tiến lễ sẽ sẽ bỏ phần bị mốc hoặc trên áo sống trên da trên canh chỉ nhưng nếu mốc lại xuất hiện trên áo sống, trên da, trên canh hay chỉ và nếu vết mốc đó lan rộng, món đồ bị mốc meo đó phải bị thiêu bằng lửa. Nhưng nếu sau khi đem giặt áo sống, canh hay chỉ hay món đồ bằng da và vết mốc biến mất, món đồ đó phải được giặt một lần nữa và sẽ tinh sạch. Đấy là luật lệ về mốc meo trên áo sống bằng len hay bằng vải gai trên canh hay chỉ hay trên món đồ bằng da để tuyên bố món nào tinh sạch món nào không tinh sạch